Ám, có phải chúng ta chỉ bị cảm lạnh vào mùa lạnh không? Đúng, mùa đông tới, người dân thường mắc cảm lạnh và cảm cúm nhiều hơn. Không khí lạnh làm hỏng phản ứng miễn dịch xảy ra bên trong mũi, sức đề kháng của chúng ta suy si giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn virus xâm nhập vào cơ thể nên dễ mắc bệnh cảm hơn.